Đồ gỗ Sơn Hà xin kính chào quý khách. Và vâng, hôm nay là ngày 21 tháng 1 2024 dương lịch. Cơ sở em vừa hoàn thiện xong, hoàn thiện sẵn một bộ sofa Zito mẫu chân đùi gà, đơm từ chất liệu gỗ hương đá, lối hàng fit nhất thị trường này. Hoàn thiện sẵn cuối năm để phục vụ các bác chơi Tết. Và bộ sản phẩm này chưa có chủ nhân thì một kia ra để que để giới thiệu quảng bá sản phẩm với tất cả quý hàng. Và bác nào thích có thể rước luôn em nó về nhà. Và bộ sản phẩm này em đang làm bao gồm là có 5 món. Một chiếc băng dài với chiều dài là 2m80, chiều sâu là 80 và chiều cao là 75. Một chiếc băng ngắn với kích thước là 2m, sâu 80, chiều cao là 75. Kẹp giữa hai chiếc băng đây là một chiếc đôn góc vuông 60 trên mặt, phủ bì sẽ rơi vào 78 x 60. Bàn có kích thước là 77 x 1m57, phủ bì sẽ rơi vào 80 x 1m78. Và đôn ngồi là 1m3 x 60. Hàng của em thì cam kết với các bác là 100% là chất liệu gỗ hương đá, trần xỉ lỗi không va tạp. Và đang được sơn bưu là màu óc chó này, nhìn cực kỳ đẹp và sang luôn. Đi cùng theo đó là một bộ đệm da cờ leo Hàn Quốc dày 12 phân, mã là mã 11 các bác nhá, tông xòe tông cực kỳ đẹp luôn. Và hàng của em thì là hàng toàn bộ khung tranh mặt là dày 4, ván mặt là dày 2. Nhưng mà khác biệt với hàng hiện trường đây, sau đây. Đây các bác có thể nhìn luôn vào phần đùi gà này. Đùi gà được cơ sở em làm cực kỳ là cong, dẻo và đẹp luôn. Đùi gà bản rộng là 16 phân, độ dày là 9 phân. Đi kèm theo đó là bản yếm này, bản yếm cũng là bản yếm chín các bác nhá. Nếu các bác có thể tham khảo trên thị trường ấy, đùi gà của họ dày 9 nhưng mà bản yếm của nó họ là bản 8 thôi, riêng cơ sở em đang làm là bản 9. Hay từ phần xà này, xà là xà liền khối các bác nhá, liền khối bản rộng là 8 phân và có độ dày là 4 phân. Đấy. Có cánh gà, đương nhiên là sẽ có cả có đùi gà, đương nhiên sẽ có quả cánh gà. Cánh gà được cơ sở em làm dày 4 phân và được bo hai đầu này, cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Và cánh gà này được làm long khung hết các nhá, long khung. Bao test cho các bác là người 70-80 cân nhảy lên vô tư không vấn đề gì. Đấy. Đây, hàng được tuyển chọn gỗ lọc lựa vân. Và từ các phần ô táp ngăn kéo này hay là phần ô bàn hoàn toàn được cơ sở em soi long khung. Soi long khung cũng nhá, làm nghề thì gỗ là có độ thở, có gót cực kỳ là bền. Và ngăn kéo này đã được cơ sở em làm dây gỗ và có mộng mang cá các nhá, mộng mang cá này. Cực kỳ là bền và đẹp luôn các bác ạ. Đấy. Và hàng của em là tựa lưng hai mặt. Đấy, tựa lưng là được bịt kín hai mặt. Và ván tựa lưng hai mặt này, mặt ngồi, mặt bàn hoàn toàn được cơ sở em làm là thang hét lồng ván các bác nhá. Khi làm thang hét nó sẽ lâu công hơn, nhưng mà về lâu về dài nó sẽ chống cho ván không bị cong vênh lên các bác nhá, không bị cong vênh. Cực kỳ là bền luôn. Đấy. Một con hàng chất lượng các bác nhá. Và chiều cao từ mặt đất lên mặt ngồi của em rơi vào 30 phân. Khi các bác kế thêm đệm ra 12 phân nên rơi vào 42 phân. Cao lên đỉnh tựa gỗ này 75. Và cao lên đến đệm là sấp xỉ 80 phân. Với tựa lưng 75 này thì các bác dựa lưng vào vô cùng thoải mái. Và phần tựa lưng này đang được cơ sở em đóng là long khung xoay bình, khung xương bao quanh. Toàn bộ là dày 4 hết các bác nhá. Khung xương bao quanh dày 4, dày 4. Và tựa là dày 1 phân rưỡi. Hoàn toàn là liền nguyên một tấm. Có thang hét đầy đủ các bác nhá. Đấy. Đây, từ ô tác con kéo này soi long khung hết hay bàn đây. Và một điểm khác biệt hàng của cơ sở em so với hàng thị trường đó chính là phần tay tựa này. Đấy, như các bác có thể tham khảo, hàng thị trường chỉ làm cao từ 18 đến 20 phân thôi. Riêng cơ sở em đang làm với chiều cao là 30, để khi các bác ngồi để tùy tay thì vô cùng thoải mái luôn. Và hàng kia là sẽ gắn đinh, bắn hộp vào, tấm ván vào. Riêng cơ sở em đang làm là long khung này, long khung xoay hình các bác nhá. Long khung xoay hình, khung xương là 4 x 4. Đấy, ván là 1 phân rưỡi. Làm này gỗ nó cũng có độ thả, có ngót, không mà dẫn đến lứt hay xé mặt các bác nhá. Cực kỳ là bền. Đấy. Lối hàng khác biệt thị trường luôn các bác ạ. Và đôn góc thì cũng có làm chân đùi gà rồi. Đôn góc này. Và bàn là sẽ có kính. Đấy. Bàn thì là ván liền tấm dày là 2 phân rồi và được chọn vân. Bàn này em đang làm là hai chiếc ngăn kéo đối nhau cho bác sử dụng. Đây. Hoàn toàn là dây gỗ và có mộng hết các bác nhá. Mộng hết. Đấy. Đùi là đùi 16 các bác ạ. Cực kỳ là to và dày luôn. Và món sản phẩm cuối cùng là một chiếc đôn ngồi. Đấy, đôn ngồi này thì em đang tạo điểm nhấn thêm, đó chính là có thêm một chiếc cánh gà, để khi các bác ngồi mình có thể tì tay xuống cực kỳ là thoải mái. Và nếu như các bác nào không thích cánh gà thì có thể yêu cầu cơ sở em bỏ cánh gà cũng được không nhá. Bỏ cũng được. Đấy. Đây, ngăn kéo này, mộng hết này. Đấy, đây là bàn. Và bộ sản phẩm này thì đang được cơ sở em chào bán công khai với mức giá vô cùng phải chăng, 48 triệu đồng. 48 triệu đồng tặng kèm kính bàn, kính đôn và cả bộ đệm da cờ leo Hàn Quốc dày 12 phân. Cơ sở bên em thì có nhận làm hàng đặt theo cầu cũng như giao hàng toàn quốc, hỗ trợ vận chuyển tận nhà cho bác.
Và bác nào muốn sở hữu một bộ sản phẩm như thế này, alo em qua số line 058 474 43, hoặc kết nối Zalo và địa chỉ xưởng của em ngụ tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Lạng Sơn nhé. Và video clip của em đến đây rồi, em xin kết thúc video ở đây. Xin chào.